Xin kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay mùng 4 Tết Giáp Thìn có những nội dung nào đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Từ 30 Tết đến mùng 2 Tết Giáp Thìn, cả nước đón hơn 7.600 em bé rồng chào đời. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, triều cường đã bắt đầu xuất hiện ngay những ngày đầu năm mới. Hình ảnh những ngôi nhà ven sông ở miền Tây được tái hiện sinh động qua bàn tay khéo léo của một chàng trai trẻ. Thưa quý khán giả, năm 2024 là năm thứ tư cần sự bứt phá để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với bối cảnh nêu trên, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đề ra mục tiêu trong năm mới sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nêu tại các nghị quyết số 59 của Trung ương, 98 của Chính phủ, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 14, đặc biệt là nghị quyết số 45 của Quốc hội để tạo chuyển biến rõ nét và đạt hiệu quả thiết thực nhất cho thành phố. Đồng thời chủ động phối hợp thực hiện tốt việc triển khai quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch. Triển khai hiệu quả cơ chế chính sách về tài chính, nhất là phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, đề án tăng thu ngân sách. Phát huy kết quả rất tích cực trong công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân và hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Quý khán giả thân mến, mỗi mùa xuân về bên tách trà ấm là dịp để mọi người, mọi nhà cùng kết sổ qua một năm làm lụng vất vả, trong đó rút kinh nghiệm từ quá trình xây dựng mở rộng các mô hình sản xuất. Tại Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, năm mới là thời gian các thành viên trong hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác liên kết để giúp nông dân có điều kiện phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống và thêm gắn bó với quê hương. Ông Dương Thành, hội viên chi hội nông dân nghề nghiệp trồng màu dưới chân ruộng ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, luôn đi đầu trong phong trào hợp tác, nhất là mạnh dạn đưa màu xuống chân ruộng nhằm tăng giá trị sản xuất trên nền diện tích, nâng cao thu nhập. Trước đây là làm lúa thì hiệu quả năng suất nó không có, cái thu hoạch thì nó thấp hơn rồi. Rồi giúp bà con mình mới chuyển đổi lại cây lúa qua là trồng màu dưới chân ruộng nè. Thời gian nó trồng chỉ có 45-50 ngày là mình có thu hoạch rồi. Đối với những cái thành viên mà trong cái tổ hội và chi hội nghề nghiệp thì bước đầu cái hội viên tham gia các ếch. Thì tuy nhiên thì hội nông dân cũng phối hợp với các trạm chuyên môn của huyện cũng tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống cũng như vốn. Thì đa số những cái thành viên trong chi tổ hội này đều có chí thú làm ăn, là vươn lên là thoát nghèo. Năm nay, các cấp hội nông dân huyện Cờ Đỏ tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Qua đó đã xây dựng được 6 hợp tác xã nông nghiệp, thành lập 7 tổ hợp tác, đặc biệt thành lập chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, đã định hướng cụ thể từng loại cây trồng theo hướng chuyên nghiệp. Khi tham gia liên kết với hợp tác xã, từng hội viên vừa được hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, vừa được bảo đảm đầu ra của sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập đầu ra, nâng cao giá trị nông sản. Từng mô hình sản xuất, người dân thu lợi nhuận từ 60 đến 100 triệu đồng một hecta một năm. Tôi thấy thì cái kinh tế thì này rất là đạt, nó đạt theo tôi đã nó nói đó, nó khoảng trên dưới 60 triệu, nhưng mà cái thu hoạch đó mà nó luôn luân phiên. Nếu mình cái ngạch mùa thì nó giá nó cao, thì cao thầy bẻ không công là trên 1 tấn, 2 tấn. Còn mà cái hàng tháng, hàng ngày đó, trồng 4 ngày mình bẻ, ngày công thì gần 1 công khoảng 200-300 ký. Nếu mà giá thị trường 20 ngàn ký thì mình bán một đợt cũng được công vài 3 triệu. Để đảm bảo xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp là đây là một bước để bà con hội viên nông dân hay là tiến tới là xây dựng cái hợp tác xã, góp phần cho cái việc là phát triển kinh tế ở địa phương.
Từ thực tế, Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nông dân tham gia các mô hình hợp tác, liên kết bao tiêu đầu ra cho nông dân là chìa khóa khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế tự nhiên vốn có của quê hương, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết tổng số bệnh nhân đang điều trị sau 3 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn là 109.840 trường hợp, tăng 14,7% so cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Các thầy thuốc thực hiện 7.291 ca phẫu thuật cấp cứu, chào đón 7.680 trẻ chào đời. Theo báo cáo của Bộ Y tế, về công tác y tế dịp Tết Giáp Thìn, tính đến 12 giờ ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết Giáp Thìn, tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là 92.742 bệnh nhân. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 33.185 bệnh nhân, tăng 8,1%. Trong đó nhập viện điều trị nội trú 19.269 bệnh nhân, giảm 2,1% so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023. Thưa quý vị, sống xanh là một trong những xu hướng phổ biến nhất trong phong cách sống của giới trẻ ngày nay, được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng với những thông điệp ý nghĩa và hành động thiết thực. Đặc biệt, việc áp dụng lối sống xanh trong những ngày Tết đã giúp xu hướng này lan tỏa mạnh mẽ hơn. Trước đây, giới trẻ thường có tâm lý, Tết đến là phải mua sắm quần áo thỏa thích để đi chơi xuân. Tuy vậy, từ khi biết tới lối sống xanh, bạn trẻ này chỉ mua những bộ đồ thực sự cần thiết với mình, và ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tái chế hoặc làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Khi mà tìm hiểu thông tin trên mạng thì cũng nhận thấy rằng là đang có một số các cái chương trình, đặc biệt lấy ví dụ như là hoạt động tái chế lì xì bằng việc là chúng ta sẽ sử dụng lại những tấm lịch cũ, cùng với đó là những chiếc tất được tái chế sử dụng lại từ những nguyên liệu ví dụ như là rác thải nhựa. Cá nhân em thấy rằng thì đây là một cái hoạt động vừa đảm bảo về mặt môi trường cũng mang giá trị ý nghĩa cho dịp Tết Nguyên Đán. Như mọi năm, bạn trẻ này luôn có kế hoạch mua sắm thức ăn, đồ uống, bánh kẹo trước ngày Tết cho gia đình. Với bạn, việc mua sắm đồ ăn, thức uống vừa đủ vào ngày Tết cũng là một cách để bảo vệ môi trường. Những cái cửa hàng ấy nó sẽ hoạt động lại khá là sớm, thậm chí có những cửa hàng là có thể hoạt động xuyên Tết, cho nên là mình có thể mua một cái lượng đồ ăn vừa đủ trong một vài ngày thôi, thì mình có thể tiêu thụ hết những cái thực phẩm đấy, sau đấy mình có thể tiếp tục bổ sung thêm vào những cái ngày tiếp theo của Tết. Theo em thì như vậy nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất là tiết kiệm được đồ ăn, mình có thể tiêu thụ hết những cái thức ăn mà mình đã mua, thứ hai là mình có thể giảm được cái sự bỏ đi lãng phí đồ ăn, cũng như là thải ra môi trường những cái đồ ăn thừa. Sống xanh đơn giản là lối sống bền vững và thân thiện với môi trường. Những người theo lối sống xanh đều cố gắng giảm thiểu tối đa việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rác thải ra môi trường. Vì vậy, xu hướng sống xanh đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực với cuộc sống và dần được nhiều người đón nhận. Đối với môi trường và xã hội xung quanh thì rõ ràng đấy là một cách để bảo vệ môi trường, để làm sao môi trường sống của mình nó có được trong sạch hơn. Đối với bản thân lối sống xanh với những người ấy thì rõ ràng là này, nó tránh được sự phung phí, sự mua sắm một cách gọi là ảo ạt, đua tranh nhiều cái không cần thiết, mà nó tạo cho người ta ý thức về tiết kiệm hơn. Những năm gần đây, xu hướng sống xanh đang dần được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tết đến xuân về cũng là dịp xu hướng sống xanh được lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong giới trẻ mà tới tất cả các thế hệ. Mỗi cá nhân có ý thức sống xanh sẽ góp phần là cầu nối tới tương lai, giúp môi trường sống của chúng ta thêm xanh và sạch hơn. Quý vị thân mến, hôm qua thì một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu xuất hiện triều cường. Tại tỉnh Bến Tre, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đợt triều cường dâng cao dịp Tết cổ truyền đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn ven biển của huyện thành phố. Triều cường đỉnh điểm xảy ra vào 2 ngày, 11-12 tháng 2 và mùng 1 và mùng 2 Tết, kết hợp với sóng to gió mạnh trên biển đã làm sụp lún mái ta luy và thân bờ kè bảo vệ khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại xã Thạch Hải, huyện Thạnh Phú với chiều dài 40 mét. Triều cường còn gây sạt lở khoảng 70 mét bờ biển chắn sóng thuộc ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải. Nước tràn vào gây ảnh hưởng đến gần 30 hectare đất trồng dưa hấu và sắn, bắp, hư hỏng hai căn nhà của người dân. Triều cường kết hợp sóng to còn làm một bé trai 5 tuổi ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành bị rơi xuống biển mất tích khi vui chơi cùng gia đình tại bờ biển.
Cũng trong sáng ngày mùng 3 Tết, nhiều người dân thành phố Cần Thơ đã bất ngờ khi thấy triều cường dâng cao và nước tràn vào một số tuyến đường ở nội ô quận Ninh Kiều. Theo đó, từ 5 giờ đến 8 giờ do triều cường trên sông Hậu dâng cao, nước men theo các đường cống đã tràn vào nhiều tuyến đường như Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, gây khó khăn cho người dân đi lại vào sáng mùng 3 Tết. Cùng với các địa phương, huyện Thới Lai dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vợ chồng chị Liêu Thị Phượng là hộ cận nghèo ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Gia đình gặp khó khăn về nhà ở, nguồn thu nhập hàng ngày chỉ dựa vào làm thuê, làm mướn. Nhưng Tết này gia đình chị lại đón cái Tết thật ý nghĩa, đầm ấm trong ngôi nhà mới còn thơm mùi nước sơn khi được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ xây dựng mới vừa bàn giao vào những ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Tết này có cái căn nhà rất là khang trang, rất là vui mừng, phấn khởi, được nhà rất là đẹp. Mơ ước từ đó tới giờ mới được căn nhà vậy rất là vui mừng. Hiện huyện Thới Lai có hơn 1.600 gia đình chính sách, người có công, 63 hộ nghèo chiếm 0,21%, 912 hộ cận nghèo chiếm 3,07%, giảm 2,35% so với năm 2023. Năm qua, từ nguồn quỹ hỗ trợ của cấp trên và các nguồn vận động xã hội hóa, huyện đã xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình nghĩa, hơn 110 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 7 tỷ 900 triệu đồng, trao tặng quà cho hơn 3.240 lượt gia đình chính sách, người có công với số tiền trên 2 tỷ 400 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cùng với những phần quà của chính sách, huyện Thới Lai cũng đã vận động từ các công ty, xí nghiệp, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện được hơn 3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho các đối tượng đều hưởng cái Tết vui tươi, đầy ý nghĩa. Hôm nay rất vui tại vì mình cũng nghèo mà được tấm lòng giúp đỡ của các nhà tài trợ cho thì rất là mừng. Nhằm tiếp tục chăm lo tốt đời sống bà con nghèo, năm 2024, huyện Thới Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn vay từ các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo có vốn cũng như kiến thức làm kinh tế nâng cao thu nhập, thoát nghèo một cách bền vững, quan tâm công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn. Thì với cái quan điểm của huyện đó thì phải nói là huyện cũng tiếp tục làm sao là quan tâm, bởi vì huyện chúng ta cũng phải nói là cũng còn khó khăn, còn nghèo. Chính vì vậy mà cần phải có cái sự vận động, kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái nhà mạnh thường quân cũng như các cái nguồn lực khác để làm sao là tiếp tục có cái sự hỗ trợ cho cái người dân nói chung, đặc biệt là những cái người khó khăn. Đây thực sự là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể huyện Thới Lai, cũng như các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài huyện, thể hiện nét đẹp truyền thống, lá lành đùm lá rách, góp phần giúp các gia đình chính sách, người nghèo đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và có thêm nguồn động lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, khi mọi người tề tựu sum họp bên gia đình vui xuân đón Tết, thì ông Võ Văn Khánh vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình, bảo vệ, quét dọn nơi thờ cúng tại đình Bình Thủy. Đã 5 năm qua, việc giữ gìn trật tự, bảo vệ các di sản văn hóa, lò hương khói và phục vụ khách tham quan tại khu di tích lịch sử đình Bình Thủy đã trở thành công việc quen thuộc của ông Võ Văn Khánh, ngay cả trong những ngày Tết. Với ông, đây được xem là niềm vui vì đã góp một phần công sức của mình vào việc bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa của quê hương. Đình Bình Thủy có tuổi thọ trên 100 năm, tọa lạc tại phường Bình Thủy. Mỗi dịp Tết đến xuân về, đình Bình Thủy thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Ngoài việc bảo vệ và giữ gìn tại đình, ông Khánh còn quảng bá đến du khách những kiến trúc nghệ thuật độc đáo, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa lịch sử nơi đây.
Thưa quý vị, miền Tây gắn liền với sông nước và hình ảnh những ngôi nhà ven sông đã không còn xa lạ với người dân. Thế nhưng đối với những người xa quê thì hình ảnh này gợi lên nhiều kỷ niệm. Chính vì vậy, một chàng trai miền Tây đã tái hiện lại nhiều mô hình với nhà ghe trên sông nước. Đây là những mô hình nhà miền Tây với những đặc điểm sông nước, nhà ở xuồng ghe của chàng trai Võ Văn Khánh, ngụ huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Năm 2021, dịch COVID-19 lan rộng xuống các tỉnh miền Tây. Từ đó, Khánh ở nhà thử làm mô hình nhà và may mắn được nhiều người yêu thích. Những người Việt sống ở Mỹ, Úc, Đài Loan, Malaysia tìm đặt mô hình của Khánh để trang trí nhà cửa, sống lại những ký ức của quê hương qua không gian thu nhỏ. Tác phẩm miêu tả một cảnh sinh hoạt, lao động của những người miền Tây. Chàng trai mất một năăm để hoàn thiện và nó có giá 30 triệu đồng. Không chỉ sáng tạo những mô hình nhà miền Tây, Khánh còn nhận tái hiện lại những cảnh ngôi nhà ký ức của mọi người. Thưa quý vị, Thạc sĩ Hồ Quốc Hùng, trưởng phòng thí nghiệm cơ khí tự động hóa vật liệu mới, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã có nhiều nghiên cứu giải pháp đạt giải cao tại các kỳ hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố và toàn quốc. Hai lần có công trình trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021 và 2023, ba lần được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vinh danh là nhà khoa học trí thức tiêu biểu và nhiều giải thưởng quan trọng khác. Và để có được những thành tích đáng ngưỡng mộ đó, anh Hùng đã có nhiều công trình nghiên cứu như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Hơn 10 năm nay, với niềm đam mê khoa học, anh Hồ Quốc Hùng đã tận tâm, kiên trì nghiên cứu và cho ra đời nhiều công trình khoa học mang lại hiệu quả cao vào đời sống sản xuất. Năm 2023, giải pháp công trình thiết bị ứng dụng cơ lượng tử chống phân tầng chất lỏng trong chế biến thực phẩm và bảo vệ môi trường của anh đã đạt giải nhất tại hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 và vinh dự đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17. Giải pháp này đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả cao trong thực tế. Tiêu biểu như tại cơ sở nước mắm Trần Văn Hon, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, khi áp dụng thiết bị này trong sản xuất đã rút ngắn được 1/3 thời gian quá trình sản xuất, chất lượng nước mắm được nâng cao, màu sắc sóng sánh hơn, hương vị đồng đều hơn, từ đó tăng sản lượng sản phẩm cũng như lợi nhuận cho cơ sở. Chúng ta ứng dụng công nghệ này thì đặc biệt là chúng ta không đòi hỏi cái kỹ thuật nó cao quá. Cái thiết bị này nó rất dễ lắp đặt, rất dễ vận hành và cái độ bền của nó phải nói là nó tính là khoảng 5-10 năm. Đồng thời chúng ta sản xuất và chế tạo ngay tại Việt Nam cho nên là độ tương thích của nó rất là cao. Một công trình nghiên cứu nổi bật khác của anh Hùng được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023 là tích hợp công nghệ Electron nâng cao ORP vào hệ thống lọc nước RO. Công nghệ này đã được các công ty sản xuất nước uống đóng chai trong cả nước đánh giá cao khi ứng dụng vào dây chuyền sản xuất nước uống tại các đơn vị. Trong thời gian sử dụng thì tôi thấy rằng cái hiệu quả kinh tế nó như sau. Thì tích hợp cái hệ thống trao đổi Electron vào hệ thống xử lý nước RO có rất nhiều cái tác động tích cực tới môi trường. Thứ nhất là công nghệ trao đổi electron thì nó sử dụng rất ít điện năng, tiết kiệm hơn rất nhiều so với các cái sản phẩm sử dụng công nghệ khác. Thì thêm vào đó thì cái chi phí và cái thời gian bảo trì hệ thống cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Ngoài ra còn nhiều giải pháp công nghệ được anh Hùng nghiên cứu thành công và được đánh giá cao như hệ thống xử lý nước cấp, nước uống, mô hình nước tưới nông nghiệp, mô hình xử lý nước thải bằng công nghệ oxy hóa sâu, giải pháp xử lý mùi trong sản xuất chăn nuôi. Những cái thành quả đạt được và được ghi nhận đã giúp chúng tôi là có thêm được cái động lực. Thì cái động lực này là ngoài là giúp cái bản thân là không ngừng thôi thúc là sáng tạo thì nó sẽ giúp cho truyền lửa đến các anh em trẻ của Sở Khoa học Công nghệ cùng nhau chung sức dùng những cái khoa học công nghệ đến gần hơn đến với mọi người, mọi nhà. Những đề tài giải pháp công nghệ của anh Hồ Quốc Hùng luôn đặt mục tiêu nghiên cứu phải gắn liền với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế, đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả cao. Những đóng góp của anh không chỉ mang giá trị kinh tế xã hội mà còn mang tính truyền cảm hứng sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học, minh chứng cho trí tuệ và trách nhiệm cộng đồng của hoạt động khoa học công nghệ. Quý
Quý vị và các bạn thân mến, màu vàng của hoa mai là màu của ánh sáng, của sự hy vọng, phú quý và may mắn. Hoa mai vàng được xem là biểu tượng cho ngày Tết của người dân tại miền Tây sông nước nói riêng và miền Nam nói chung. Ngày Tết, những con đường nông thôn ở miền Tây tràn ngập rực rỡ hoa mai vàng, khiến ai ở xa cũng nhớ, ai ở gần cũng thương, làm nên bản sắc văn hóa ngày Tết cổ truyền. Trong những ngày Tết đến xuân về, chúng tôi có dịp về thăm xã Thạnh Lộc, một trong những xã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Ở đây vốn được xem là một trong những nơi trồng mai vàng nhiều nhất huyện. Ngoài các hộ dân trồng mai vàng để kinh doanh, thì ở đây cũng có nhiều nhà trồng hoa mai trước sân nhà để trang trí làm đẹp trong những ngày Tết đến xuân về. Tuyến đường xã Thạnh Lộc này của bác Cát này là trồng mai vàng nó rực rỡ trần đó. Gần Tết là dữ lắm, sung túc luôn. Cái phong tục hồi ông bà mình tới giờ đó, mai vàng là trồng trước cửa là có là tốt cho gia đình, và hai nữa là làng xóm của mình lộ trình đồ nó sáng sủa. Mai vàng còn miền Nam mình thì mai vàng, còn miền Bắc là hoa đào, đó là tượng trưng cho mùa xuân của đất nước Việt Nam mình. Nói chung là trên địa bàn xã Thạnh Lộc thì tất cả những hộ đều trồng mai ở trước cửa nhà. Đó là một trong những cái điều kiện tạo cho xã Thạnh Lộc được tô điểm thêm trong cái xã nông thôn mới nâng cao của huyện Vĩnh Thạnh khi Tết đến xuân về. Khi xuân về, mai nở vàng rực như hứa hẹn một năm mới sung túc, may mắn cho gia đình. Ngoài ra, hoa mai vàng còn tạo nên nét duyên dáng đặc biệt cho những con đường quê khi mùa xuân đến. Trồng mai hết trơn, giờ mình thấy vui, đẹp hơn năm mới, độ nó cũng vui vẻ, giờ mình thấy mai độ đẹp. Buồn chứ, nói chung là chưa có cái cảnh như bây giờ, mình cũng vẫn buồn. Mình thì mình xa quê, mình thấy buồn. Khi năm về có hai đám ông già bà già, cái dưới Tết rồi về. Nói chung quê hương thì trước này gặp anh em, thứ hai nữa một cái đường xá thì thấy nó rất hiện đại hồi xưa. Thì có như một cái tập quán hồi xưa, giờ cây mai là giống như một cái truyền thống. Tết có cây mai như là năm mới có mai vàng để cho nó may mắn. Trong một cái xóm mình thì nhiều người trang trí những cái cây cảnh đẹp thì một cái Tết thấy nó khang trang. Từng cây mai rực lên màu vàng, những cành mai chi chít nụ, điểm thêm lộc non xanh mơn man. Những tuyến đường quê ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ trong những ngày Tết đến xuân về khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của những cánh hoa mai, trở nên lộng lẫy, tô điểm thêm một mùa xuân vui tươi cho một vùng quê. Quý vị thân mến, trong những ngày Tết, lượng du khách đến thành phố Cần Thơ tăng gần 20% so với cùng kỳ. Trong đó, các điểm du lịch tại huyện Phong Điền được lựa chọn nhiều nhất bởi năm nay, các điểm du lịch đều có sự đầu tư mới phục vụ du khách. Tại làng du lịch sinh thái Ông Đề đã mở khu giải trí với nhiều trò chơi dân gian mới lạ, hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ. Câu lắc, ông lăn, đua thao, Sasuke, đi cầu khỉ, chạy kinh công, đu dây thăng bằng. Đó là những trò chơi mới tại làng du lịch sinh thái Ông Đề nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Ông Đề là thế mạnh về những trò chơi dân gian. Thì với hàng năm thì qua 6 năm thì coi như là Ông Đề cũng có một cái phát triển. Thì cộng thêm đó là phát triển mạnh, thứ nhất là về trò chơi. Vậy thì nhằm năm 2024 này để đáp ứng nhu cầu cho lượng khách đến đây được vui chơi thoải mái và vui vẻ, thì Ông Đề có mở thêm một cái khu trò chơi mới với rất nhiều trò chơi là cảm giác mạnh để cho giới trẻ vô và những cái du khách ở phương xa tới đây để trải nghiệm những trò chơi dân gian tại đây. Nói chung là bổ sung thêm với những cái trò chơi là nói chung là cảm giác mạnh để mà mình cảm nhận được là những cái thích thú là những trò chơi theo đội nhóm. Lần trước em đi thì chưa có nhiều trò chơi mới, nhưng lần này em đi thì có rất nhiều trò chơi mới để em khám phá. Thì em thấy rất vui. Rồi trong đó có trò là đi cầu khỉ đập hú hơi. Đó là trò mà em lần đầu tiên thấy mà em cảm thấy khá là hưng phấn khi mà không biết khi chơi nó sẽ như thế nào. Và khi em chơi thử thì nó thật sự rất là vui. Vô chơi những trò chơi như là đối kháng như thế á, chúng ta là kết nối với những team khác, những đội khác.
ví dụ như là đến từ Hóc Môn, Cần Thơ, vân vân. Đó, chơi với nhau, mặc dù chưa từng quen biết với nhau nhưng mà chơi với nhau rất là vui. Đến trải nghiệm ở trò chơi ở Ông Đề, thấy vui, cả xung quanh cảnh đẹp, sáng giờ chụp hình quá trời luôn. Đặc biệt là năm nay đi đến cái chỗ Ông Đề này, thấy những trò chơi mới để cho vui chơi phấn khởi hơn, cho nó tinh thần nó thoải mái hơn chút. Em ấn tượng nhất là cầu lắc á. À. Tại em thì thích mạo hiểm cho nên thích chơi mấy cái trò như là mạo hiểm, cái cầu như cầu lắc. Khi chơi những trò chơi mới ở đây nó sẽ giúp cho được vận động và được, có thể giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn, sẽ giúp cho tinh thần của em được thoải mái, thư giãn và được xả stress sau những ngày học tập mệt mỏi, căng thẳng. Ngoài khu giải trí mới, tại Ông Đề còn mở thêm khu vườn bắp cải với diện tích 1.500m² cùng hơn 1.000 cây bắp cải xanh ươm để du khách có thể tham quan và thỏa sức check-in cùng người thân và bạn bè để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào dịp Tết. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.